hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và các bạn cũng đang thấy là crypto đã có một cái sự điều chỉnh tiếp tục. Chúng ta nhìn thấy giá của Bitcoin hôm nay đã giảm xuống dưới 58.000 đô một lần nữa. Chúng ta thấy giá bây giờ là khoảng 57.800 đô. Thì cái mức giá này đó chúng ta cũng đã từng chứng kiến cách đây khoảng chỉ một ngày. Các bạn cũng không phải là cái gì gọi là quá mới lạ. Nhưng mà chúng ta thấy hôm nay đó, cả thị trường đã có một cái sự điều chỉnh tiếp tục. Bitcoin đó thì giảm khoảng chừng 2% các bạn. Nhưng mà vốn qua thị trường đã giảm gần 4% và chúng ta nhìn thấy được là phần lớn Orcons ngày hôm nay là một màu đỏ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Nói chung đó là rất là khó để kiếm thấy một con Orcons có màu xanh ngày hôm nay Thì chuyện gì đã xảy ra các bạn thì để hiểu được chuyện gì xảy ra đó chúng ta phải trở về thị trường tài chính nói chung Để mà xem coi tình hình như thế nào Tại vì các bạn cũng đã biết là hôm nay là cái ngày mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa sau khi mà đóng cửa ngày hôm qua là ngày lễ Labor Day, ngày lễ lao động các bạn và hôm nay là ngày trading đầu tiên của tháng 9 kết quả ra sao? kết quả là một màu đỏ các bạn rất là đỏ luôn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq giảm 326%, chỉ số S&P 500 giảm 2.12% và Dow Jones thì giảm 1.5% các bạn giảm 626 điểm những phần trăm này đó có thể là các bạn cảm thấy là không có nhiều khi mà chúng ta so sánh với lại crypto nhưng mà đây là chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn nhưng chỉ số lớn như là Nasdaq hay là S&P 500 mà một năm đó cả năm di chuyển khoảng chừng là 8 tới 10% mà thôi mà trong một ngày các bạn thấy đã có cái sự điều chỉnh là 3.26% đó là một cái ngày rất là đỏ cho thị trường chứng khoán và chúng ta cũng đã nói khá là nhiều về cái sự tương quan giữa chỉ số Nasdaq và Bitcoin hiện bây giờ và đương nhiên xu hướng Bitcoin là xu hướng chung của cả thị trường crypto cho nên chúng ta hôm nay thấy Nasdaq giảm mạnh như vậy thì cũng dễ hiểu tại sao mà có sự ảnh hưởng đó với lại giá của Bitcoin các bạn không phải lúc nào giá của Bitcoin cũng đi trùng xu hướng với lại chỉ số Nasdaq nhưng mà ngay thời điểm này đó nó là như vậy tại sao tôi đã chia sẻ những video trước đó rồi chúng ta sẽ không nói lại cái phần đó trong video này nhưng mà nào muốn hiểu rõ hơn đó có thể xem những video trước đó để hiểu được cái sự tương quan giữa bitcoin và chỉ số nasdaq nói chung đó chúng ta đang chứng kiến có một màu đỏ xuất hiện trên thị trường chứng khoán các bạn và tại sao đó chúng ta thấy được là ngày hôm nay có cái thông tin thông tin này là một thông tin mà thường chúng ta cũng ít quan tâm các bạn đây là cái thông tin liên quan đến chỉ số sản xuất ở hoa kỳ và chỉ số này cho thấy là nó yếu kém làm dấy lên sự lo ngại về suy thoái kinh tế một lần nữa và cái chỉ số chúng ta đến đó chính là cái chỉ số ISM các bạn đây là khảo sát hàng tháng của Viện Quản lý Nguồn Cung về các nhà quản lý mua hàng cho thấy chỉ 47,2% báo cáo có sự mở rộng trong tháng dưới mức cân bằng là 50% trên 50% đó là mở rộng hoạt động các bạn, cái chỉ số này nằm dưới 50% và khi chúng ta nhìn cái chỉ số này các bạn thấy được là nó không có phải trên lệch nhiều nhưng nhưng mà đã khiến cho thị trường rất lo lắng các bạn chúng ta nhìn thấy được là cái chỉ số chính thức đó là 47.2 trong khi mà ước tính là 47.5 Không phải là nó cách quá xa các bạn Chỉ cách nhà có 0.3% mà thôi Và cái chỉ số này vẫn cao hơn tháng trước đó là 46.8 Nhưng mà cái mà mọi người lo lắng đó Là cái chỉ số này dưới 50 Một thời gian rồi các bạn Khiến cho cái sự lo lắng về suy thoái tài chính đó, ngày càng tăng lên tại vì đây là cái chỉ số đo lường những cái người mò quản lý mua hàng trong những cái công xưởng đó khi mà những người đó họ không muốn mua nhiều hàng nghĩa là không muốn nhập nhiều nguyên liệu để mà sản xuất nghĩa là chúng ta nhìn thấy là có một cái sự chậm lại trong sản xuất các bạn dẫn đến chúng ta đã chứng kiến thị trường phản ứng rất là tiêu cực với cái thông tin này thêm vào đó đó chúng ta cũng thấy được là giàu ngày hôm nay hợp đồng của dầu giảm xuống chỉ còn có 70.15 mà thôi các bạn. Và một trong cái yếu tố đó là liên quan đến cái nhóm OPEC Plus thì những quốc gia đó họ dự định là sẽ tăng cái tốc độ sản xuất sản lượng dầu vào tháng 10, nghĩa là tăng thêm nguồn cung lên thị trường các bạn. Và cùng lúc đó chúng ta thấy là những chỉ số liên quan đến sản xuất ở Trung Quốc đó thì lại cho thấy là không có tốt các bạn, nghĩa là nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng rất là chậm, nghĩa là cái nhu cầu sử dụng dầu không có nhiều và Trung Quốc là cái quốc gia mà có cái nhu cầu nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới thì các bạn thấy được là chúng ta có cả hai yếu tố nguồn cung nó chuẩn bị tăng lên mà nguồn cầu đã giảm xuống khiến cho giá dầu ngày hôm nay đã giảm xuống chỉ còn có 70 đô 15 cent cho một thùng dầu mà thôi. Đây là cái mức à, coi như là thấp trong vòng 2 năm qua các bạn. Còn về hợp đồng của vàng đó thì ngày hôm nay cũng giảm luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, thì bây giờ đang tăng 0.08% nhưng mà cái này là con số vừa reset lại sau khi mà chứng khoán đóng cửa các bạn. Chứ còn cả ngày hôm nay đã, đã giảm và hiện bây giờ thì đương nhiên vẫn hơn 2.500 đô rất là tốt các bạn. Nhưng mà hôm nay cũng đã giảm xuống một chút là còn 2.524 đô hiện tại. Nói chung đó thì hồi sáng này ở Hoa Kỳ là một ngày mà tất cả thị trường đều là màu đỏ các bạn. Rất là hiếm khi chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra hôm nay là một trong những cái ngày đó và chúng ta nhìn thấy được là pre market bây giờ đó cũng không lạc quan lắm cả ba chỉ số futures vẫn đang đỏ hiện tại trong đó chúng ta có chỉ số nasdaq futures là giảm nhiều nhất các bạn giảm 0.21% chúng ta có s&p futures giảm 0.12% và dow futures không thay đổi sau khi đã giảm hơn 600 điểm ngày hôm nay và một điều nữa đó là liên quan đến nvidia các bạn nvidia là cái cổ phiếu mà nhiều người quan tâm nhất hiện bây giờ các bạn tại vì nó liên quan tới ai thì các bạn có thể nhìn thấy được là cổ phiếu này đã đã có một cái sự giảm xuống khá là mạnh ngày hôm nay để thuận xem coi hiện bây giờ là bao nhiêu các bạn. Cái lúc mà thuận chụp màn hình lại đó là giảm cái con số lên tới là gần 10% thì Nvidia ngày hôm nay đó kết thúc đã giảm 9,53% các bạn và sau khi kết thúc đó thì giảm thêm 2,42% thì lý do tại sao đó chính là liên quan đến bộ tư pháp của Hoa Kỳ đã gửi cái trát hồ tò đến cho công ty Nvidia vì họ tin là công ty Nvidia đã vi phạm luật chống độc quyền các bạn khiến cho cổ phiếu này giảm rất là mạnh và các bạn có biết cổ phiếu này là cổ phiếu mà có vốn hóa rất là lớn và được trade ở trên chỉ số Nasdaq các bạn khiến cho chỉ số này đã giảm mạnh ngày hôm nay các bạn nhìn thấy được là tất cả Hả? những cái thông tin này đã khiến cho thị trường là một màu đỏ và chúng ta cũng còn một thông tin nữa ngoại trừ là cái việc liên quan tới Hoa Kỳ đã còn có thông tin liên quan đến Nhật Bản các bạn thống đốc ngân hàng Nhật Bản đã nhắc lại là họ sẽ tăng lãi suất nếu như mà nền kinh tế như là mong đợi và chúng ta nhìn thấy hôm nay đã là một ngày không tốt cho chứng khoán Hoa Kỳ có thông tin này nữa khiến cho các bạn thấy là chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm 3% các bạn. Cái tình hình ấy, nó có cái phần giống như cái đây khoảng chừng là 4 tuần các bạn đã nhớ chúng ta đã có một ngày thứ hai đó cực kỳ đỏ cho tất cả thị trường lúc đó chứng khoán ở Nhật Bản đã giảm rất là nhiều tại vì cái sự lo lắng liên quan tới carry trade. Đó là những cái giao dịch mà người ta vay tiền ở Nhật Bản tại vì Nhật Bản có lãi suất rất là thấp các bạn, thậm chí lãi suất âm trong một thời gian dài. Rồi bây giờ đó họ muốn tăng lãi suất lên để mà cứu lấy đồng yên nhưng mà không dễ như vậy các bạn. Khi mà thị trường đã quá quen với lãi suất thấp rồi thì không Thể thay đổi nhanh chóng như vậy bất cứ một thay đổi nào cho dù nhỏ cái mấy đi nữa cũng có sự ảnh hưởng lớn đối với thị trường tài chính các bạn. Bà cái sự lo lắng lúc đó là một phần là những cái carry trade đến từ Nhật Bản. Tại vì lãi suất Nhật Bản thấp dẫn đến có những công ty những tập đoàn họ vay mượn đồng yen ở Nhật Bản với lãi suất thấp sau đó đó họ đổi đồng yên thành đồng đô la các bạn điều này khiến cho họ bán đồng yên mua đồng đô la khiến cho đồng yên lại càng yếu hơn nữa lãi suất thấp khiến cho đồng yên nhật bản đã thấp dẫn đến những công ty này vay mượn rồi họ lại bán đồng yên để mua đồng đô la dẫn đến đồng yên lại giảm thêm nữa rồi sau đó đó họ dùng đồng đô la để mà đi mua những tài sản và khi mà nhật bản tăng lãi suất thì các bạn thấy họ lại muốn bán tài sản để mà trả lại cho những cái khoản nợ mà họ đã vay nhật bản thì lãi suất bây giờ đang tăng lên khiến cho chứng khoán là một màu đỏ hoa kỳ Các bạn thấy tất cả này đều có cái sự tương quan với nhau bây giờ có sự lo lắng một lần nữa lại trở lại nhưng mà nói thật đó tất cả những cái sự lo lắng ngày hôm nay nó chỉ liên quan đến một chỉ số đó chính là cái chỉ số nhập hàng cho những cái công ty sản xuất các bạn đây là một chỉ số mà ít ai quan tâm đến nhưng mà hôm nay là một chỉ số mà nhiều người lại quan tâm các bạn tại vì thị trường bây giờ rất là nhạy cảm như thế nói rồi cho nên chúng ta mới đặc biệt quan tâm đến những cái chỉ số liên quan đến nền kinh tế gần đây chứ còn bình thường đó chỉ số này chúng ta cũng không quan tâm nhiều rồi các bạn khi mà mọi thứ vẫn đang ổn chỉ là bây giờ thị trường rất là nhạy cảm mọi người hầu như đó là họ tìm kiếm thông tin tìm kiếm lý do để mà bán hơn là lý do để mà mua và thị trường crypto cũng không ngoại lệ các bạn bị cái sự ảnh hưởng đến từ thị trường tài chính nói chung khi mà một số người họ lo lắng về suy thoái tài chính thì họ sẽ không muốn lưu trữ những cái cổ phiếu mà đối với họ có rủi ro cao và thường những cổ phiếu ra những cổ phiếu công nghệ các bạn và khi họ bán cổ phiếu công nghệ thì những ai mà đang đầu tư bây giờ mà họ nghĩ bitcoin cũng là tương tự như cổ phiếu công nghệ họ cũng sẽ bán được bitcoin các bạn khiến cho có cái sự tương quan gần đây dài hạn đó thì không có sự tương quan nhất định giữa chỉ số nasdaq và giá của bitcoin các bạn nhưng mà ngắn hạn đó thì uh, lâu lâu chúng ta có những cái sự tương quan rất là lớn và đây là cái thời điểm mà chúng ta có sự tương quan nhiều giữa chỉ số nasdaq và bitcoin và chúng ta cũng thấy rất rõ ràng trên màn hình đây là một sự chia sẻ đến từ Dan Crypto Trading các bạn thì người này đã chỉ được là ít nhất là trong vòng 2 tuần qua chúng ta nhìn thấy được là phần lớn khi mà thị trường chứng khoán ở hoa kỳ mở cửa ở new york là ngay sau đó chúng ta thấy giá bitcoin đã giảm xuống và đó là hiện tượng chúng ta thấy trong cái thời gian 2 tuần qua các bạn hầu như là không có ngoại lệ chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình chúng ta có ba cái màu màu xanh dương nó đại diện cho hoa kỳ các bạn nghĩa là khi mà thị trường hoa kỳ mở cửa thì bitcoin vẫn như thế nào và chúng ta nhìn thấy được là cái màu tím nó đại diện cho thị trường ở châu âu và màu vàng đại diện cho ở châu á thì rất là rõ ràng chúng ta nhìn thấy được là khi mà thị trường châu á mở cửa đó cái giờ trading ở châu á thì thường nó chúng ta thấy giá của bitcoin tăng khi mà chúng ta nói tới cái giờ trading ở châu âu đó thì lúc tăng lúc giảm các bạn nói chung nó là không có thay đổi nhiều nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn thấy cái đường màu xanh dương này trong cái thời điểm mà thị trường chứng khoán của hoa kỳ giao dịch thường bitcoin là một màu đỏ rất rõ ràng ngay bây giờ chúng ta thấy lực bán là đến từ hoa kỳ hiện tại và cốt lõi là liên quan đến lo lắng về suy thoái tài chính hiện bây giờ. Và các bạn cũng đã nhớ là cuối tuần qua đó mọi thứ cũng đã ổn định trở lại và từ từ hồi phục các bạn chúng ta cũng đã lên tới mức là khoảng 59.700 đô hay gì đó, chuẩn bị trở lại cái mức 60.000 đô cho đến ngày hôm qua các bạn đang nhớ đó là chứng khoán Hoa Kỳ đã đóng cửa ngày hôm qua thì cho đến khi mà chúng ta thấy thị trường futures mở cửa ở Hoa Kỳ đó là lúc mà chúng ta lại thấy giá Bitcoin lại bị đẩy cho xuống nữa các bạn chứ còn trước đó đây thì vẫn ổn thường nó cuối tuần chúng ta thấy Bitcoin gần đây đã có sự hồi phục rồi tới đầu tuần thì lại bị đẩy cho xuống cái mức là dưới 60 000 đô và chúng ta cũng chứng kiến cái lực bán đến từ những cái quỹ Bitcoin Smart ETF các bạn khả năng chúng ta sẽ chứng kiến cái ngày thứ sáu liên tục có dòng tiền âm từ những quỹ này chúng ta nhìn thấy hiện bây giờ đã đang âm khá là nhiều các bạn 283 triệu chúng ta nhìn thấy là chúng ta có lực bán mạnh đến từ quỹ Fidelity các bạn chúng ta có lực bán đến từ Grayscale năm 50 triệu ngày hôm nay coi như là cũng mạnh hơn bình thường nhưng mà chúng ta lại có lực bán là 162 triệu đến từ quỹ Fidelity không biết ngày hôm nay BlackRock như thế nào các bạn nhưng mà hiện giờ là dòng tiền âm và chúng ta nhìn thấy không phải riêng một quỹ nào mà hầu như các quỹ đó đều có dòng tiền âm cho Bitcoin hiện tại ngược lại đó thì chúng ta lại không thấy hiện tượng này xảy ra đối với Ethereum Ether đó thậm chí chúng ta thấy phải đâu đi lại có dòng tiền dương là 4.9% một lần nữa chúng ta tiếp tục thấy có cái sự khác biệt giữa Bitcoin và Ethereum các bạn nhưng quỹ Bitcoin Smart ETF đó thì mấy ngày nay từ tuần vừa rồi tới bây giờ là có dòng tiền âm nhưng mà ngược lại những quỹ Ether Spot ETF đó thì chỉ có dòng tiền âm đến từ Grayscale mà thôi còn lại một là không đô la hai đó là dòng tiền dương các bạn thậm chí ngày hôm nay phải đeo quỹ này đó đã có cái lượng bán 162.3 triệu đô la cho Bitcoin Spot ETF nhưng mà ngược lại ở bên Ethereum là có cái lượng thu vào là 4.9% thì có khả năng là chúng ta đang chứng kiến những nhà đầu tư phố Wall họ có thể chốt lời bớt một phần các bạn tại vì quỹ Bitcoin Spot ETF đã có từ đầu năm nay rồi và các bạn đã biết là Bitcoin bây giờ vẫn đang tăng là khoảng 40% từ đầu năm tới bây giờ thì khả năng là chúng ta đang chứng kiến một cái đợt chốt lời đến từ Bitcoin Spot ETF còn Ether đó thì chỉ mới bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 thôi các bạn dòng tiền cũng chưa có nhiều thì trên căn bản đó họ vẫn tiếp tục chung bình giá hay là không đô la hiện tại nhưng mà nói chung đó thì tuy là chúng ta không thấy cái sự hoảng loạn bán liên quan tới Ether Spot ETF và nó cũng quá mới nhưng mà cái dòng tiền không đô la này đó cũng không phải là tốt đâu các bạn. Nếu như mà các bạn muốn thấy những quỹ ETF khác liên quan tới Solana hay là XRP hay là Cardano thì các bạn muốn thấy dòng tiền dương cho Ether Smart ETF. Tại vì nếu không đó thì những tổ chức đầu tư ở Wall họ cũng không có hứng thú để mà có những cái quỹ còn lại đâu. Tại vì ngay cả Ethereum nếu mà cũng không thành công thu hút dòng tiền thì những quỹ khác đó nó còn lại còn khó hơn nữa các bạn. Cho nên chúng ta muốn thấy sự thành công của Ethereum ETF giờ vẫn chưa. Chỉ khi nào chúng ta thấy có dòng tiền dương mạnh vào Ether Spot ETF thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thấy những cái đề xuất cho những cái đồng khác như là Solana hay là Cardano hay là XRP vân vân. Thì chúng ta cũng đã biết là tháng này đã sẽ có cái cuộc họp của Fed vào ngày 18 tháng 9 các bạn. Và đương nhiên thì bây giờ đó thì vẫn đang nghiêng về là Fed 100% là giảm lãi suất các bạn. Câu hỏi là giảm bao nhiêu mà thôi. Dựa theo chỉ số trên CME thì các bạn nhìn thấy được bây giờ đó phần lớn là 62% nghĩ là Fed chỉ giảm có 0.25 mà thôi, và 38% nghĩ là Fed sẽ giảm lên tới 0.5% và chúng ta thấy được là con số này đã đã thay đổi rồi. Hôm nay đã có những hình thức xấu dẫn đến là cái phần trăm giảm 0.5% đã tăng lên các bạn tăng lên tới 38% và chúng ta cũng còn rất là nhiều những cái chỉ số kinh tế trong những ngày kế tiếp các bạn. Đặc biệt là ngày mai chúng ta sẽ có chỉ số tuyển dụng trên thị trường, chúng ta có đơn đặt hàng nhà máy chúng ta có báo cáo Facebook các bạn đây sẽ là một trong những cái báo cáo mà nhiều người quan tâm đây là đánh giá kinh tế từ Fed và dữ liệu doanh số bán xe ngày mai đó Facebook sẽ là cái thông tin mà nhiều người quan tâm nhất và ngày thứ năm chúng ta lại có báo cáo việc làm từ ADP các bạn một trong những chỉ số rất nhiều quan tâm và chúng ta cũng có số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và chỉ số dịch vụ ISM đo lường hoạt động kinh tế của 15 ngành công nghiệp bao gồm giá cả mức tồn kho và việc làm. Và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ sẽ là cái chỉ số mà nhiều người quan tâm nhất trong cả tuần này các bạn đó chính là tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ dự kiến là 4.2% nghĩa là tốt hơn tháng trước. không 0.1% các bạn tháng trước là 4.3% để xem coi là dữ liệu này như thế nào các bạn nếu như mà cao hơn 4.2% thị trường lại sẽ đỏ nữa các bạn có thể khiến cho chỉ số phần trăm về Fed giảm 0.5% tăng lên khi mà có những cái thông tin xấu Nhưng mà lại khiến cho thị trường càng lo lắng hơn Nói chung là, là cái tin bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi các bạn thôi cũng không biết có thể có những tin tức gì khiến cho thị trường ổn định trở lại trong thời gian này tại vì các bạn thấy nếu như mà Fed giảm 0.25% thì mọi người lại lo lắng là giảm 0.25% cũng không hề hứng gì và giảm 0.25% đó thì có thể dẫn đến là suy thoái tài chính tại vì giảm như vậy đó phải tốn thời gian rất là lâu để mà thấm vào trong thị trường mà cứ giảm 0.25% như vậy đó thì tốn rất nhiều thời gian kế đó nữa nếu như mà họ giảm 0.5% sẽ khiến cho thị trường vui ban đầu các bạn nhưng mà ngược lại là khiến cho nhiều người bắt đầu lại lo lắng thêm nữa tại sao Fed giảm không 0.5%. Các bạn thấy được khi mà Fed chờ quá lâu như là thời điểm bây giờ thì lòng người sẽ hoang mang các bạn như là các bạn đã chứng kiến làm cái gì cũng khiến cho người ta hoang mang hết. Nói chung là chúng ta phải chờ qua cái giai đoạn này mà thôi các bạn và để xem coi là có suy thoái tài chính hay là không. Nếu mà nào theo dõi kênh thì cũng không có gì bất ngờ khi mà chúng ta nói tới suy thoái tài chính thì nó thường nó sẽ diễn ra sau khi mà Fed giảm lãi suất các bạn không phải là lúc mà họ tăng lãi suất có biết có suy thoái tài chính hay là không thì chờ phép chậm lãi suất rồi khoảng chừng 6 tháng sau đó chúng ta mới biết được là có hay là không có suy thoái tài chính nhưng mà như thường đã chia sẻ và tâm sự với bạn nhiều lần rồi tới cuối cùng thì suy thoái tài chính cũng là một phần của thị trường tài chính mà thôi các bạn lúc nào cũng vậy chúng ta sẽ trải qua từng cái giai đoạn trong một cái chu kỳ kinh tế rồi chúng ta cứ lập lặp lại như vậy hoài quan trọng là dài hạn xu hướng nguyên tài sản ra sao mà thôi chúng ta cũng đã nói khá nhiều về vấn đề này cho nên sẽ không có lặp lại trong video này các bạn và chúng ta cũng thấy à, liên quan tới sa thải nhân viên chúng ta cũng đã nói khá là nhiều về những cái công ty nhất là những cái chuỗi nhà hàng nhờ chúng ta cũng thấy là trong thị trường crypto này để chúng ta vẫn có những công ty sa thải nhân viên chúng ta thấy là Mother Labs đây là cái công ty đứng sau lưng cái giao thức zk sinh các bạn và họ đã ra quyết định là sa thải tổng cộng là 16% nhân viên, nghĩa là 24 nhân viên. Lý do họ nói là tại vì họ muốn làm việc và chi tiêu hiệu quả hơn. Những công ty họ sa thải nhân viên gần đây đó họ đều lấy cái cớ như vậy các bạn. Có phải thực sự là họ muốn chi tiêu ít hơn à, để có hiệu quả hơn hay là thực sự họ đang gặp vấn đề về tài chính? Chúng ta sẽ sớm rõ mà thôi. Các bạn còn nhớ năm 2022 cuối năm đó đó thì hầu như công ty này tới công ty kia từ Google đến Amazon rồi đến nhiều công ty khác đến ngân hàng đó họ xa thải nhân viên rất là nhiều. Cuối năm 2022 thì lúc đó họ xa thải nhân viên là tại vì họ lo sợ là năm 2023 sẽ có suy thoái tài chính cho nên họ xa thải nhân viên trước. Và vì họ đã có cái sự chuẩn bị cho suy thoái tài chính cho nên năm 2023 chúng ta không có suy thoái tài chính và đến bây giờ vẫn chưa có thì cái đợt này đó nếu như mà những công ty họ xa thải nhân viên trước thì vì họ lo lắng làm sao là suy thoái tài chính thì có thể chúng ta sẽ không có suy thoái tài chính tùy theo cái lý do tại sao mà họ xa thải nhân viên còn về bitcoin nói riêng đó, thì các bạn thấy là chúng ta phải chờ đợi qua được cái thời gian này chúng ta vẫn đang nằm trong september như các bạn đã biết cái sự ảnh hưởng về cái sự tương quan giữa chỉ số Nasdaq và Bitcoin đó thì nó sẽ từ từ phai mờ thôi các bạn chúng ta cũng đã từng trải qua những cái thời điểm tương tự khi mà cái sự tương quan cao đến một lúc nào đó đó thì những người muốn bán Bitcoin wall họ cũng sẽ bán hết các bạn và thị trường này đã sẽ từ từ có lối đi riêng và nó cứ như vậy lặp lại các bạn khi mà thị trường này tốt trở lại thì lại có nhiều người ở wall muốn tích lũy và khi họ tích lũy nhiều lại dẫn đến có cái sự tương quan với nhau rồi khi mà tình hình như thế này lại dẫn đến là họ lại bán Bitcoin và sau khi họ bán những gì họ cần bán rồi thị trường này lại tách rời ra khỏi chỉ số Nasdaq một lần nữa và cứ như vậy bao nhiêu năm qua và tình hình bây giờ đã tốt hay xấu thì tùy theo các bạn có vị thế như thế nào nhưng mà nào mà muốn tích lũy thêm cần nên thời gian thì đương nhiên tin tức này không tệ rồi nhưng mà nào mà đã tích lũy đủ và đang chờ đợi giá tăng thì đương nhiên ngày hôm nay hoặc đầu ngày mà các bạn cảm thấy vui rồi tùy theo vị thế của các bạn như thế nào nhưng mà một điều các bạn có thể thấy được là khi chúng ta thấy mức giá giảm như thế này đó, thì cái phần trăm bị thuộc có lời càng ngày càng nguội lại các bạn chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm về cho có lời ngày hôm nay dựa theo class Note đó chỉ còn có 73.8 phần trăm mà thôi ở cái mức là 57.469 đô cho một Bitcoin đó là về tình hình chung ngày hôm nay các bạn thông muốn chia sẻ một số thông tin khác cũng rất đối bật với các bạn Trước hết chúng ta hãy xem một cái thông tin Hùng cảm thấy là nó cũng có cái tính hài hước các bạn Nhưng mà để Hùng chia sẻ rồi chúng ta sẽ nói thêm nữa Tại vì những nhà nghiên cứu từ trường đại học Toronto nghĩa là Canada Và trường đại học ở Miami các bạn như là tiểu bang Florida Đã phát hiện ra là những người sở hữu crypto có xu hướng thể hiện mức độ cao hơn của các đặc điểm tính cách đen tối như là tự luyến, nghĩa là ái kỷ đấy các bạn. Chủ nghĩa Machiavelli, biến thái và Chứ này các bạn có thể tự đọc được Đi thông chia sẻ rồi chúng ta sẽ nói thêm <laughs> Nó dài khoảng chừng là 2 phút 40 giây mà thôi các bạn Now there's a recent academic paper by researchers at the University of Toronto and the University of Miami that found that crypto owners tend to exhibit higher levels of dark personality traits Bloomberg's Teresa Shia reported on this and what they found is among more than 2,000 people that they really looked into here there were high, higher levels of dark Behaviors such as narcissism, Machiavellianism, psychopathy, sadism, according to this paper. What exactly were they finding? Yeah, um, I mean, they were saying that if you're a crypto holder, then you probably have a higher chance of distributing these dark traits, one of them being um, psychopathy. Um, there were also other findings related to more likely being male, um, and just the idea that you're willing to and like seeing. Volatility in your assets and things that you invest in. Don't look at me, you know. More likely being male psychopaths. <laughs> I don't know why uh, you guys are giving me the funny look. But, uh, but uh, Teresa, what I thought was funny is that, anecdotally, now I haven't done a study on this, but we all know that crypto traders tend to have pretty good uh, senses of humor, self-deprecating <laughs> senses of humor. So you reached out to a, a few people to ask uh, who traded crypto to ask what they thought about this, and, and what was their response? Yeah, for sure. Like honestly, when I reached out, I was a bit scared. I didn't want, you know, defense defensive reactions. But honestly, everyone was pretty accepting. Um, they would even consider this not news, um, <laughs> because most people were like, "Yeah, if you are interested in crypto, then." Um, this is not surprising. The reason why you even got into it is because um, you're willing to take the chance of seeing your money go up and down. Right. One of the quotes from a 57-year-old crypto trader: "You literally have to be crazy to be involved in something where your net worth is going up a million and down a million in one day. Nothing is guaranteed." In just about a minute here, Teresa. I mean, why did the researchers here go off on this study in the first place? Do you know much about the about the study? Yeah, definitely. I mean, it's not, I think it is the first one that's relating, you know, crypto holders and these traits, but it's definitely not the first one um, that's examined certain personality traits amongst, you know, Wall Street leadership. I know that there was one that I studied um, that kind of had links between abusive corporate leadership um, and working in these types of industries. So nothing new there, but I think for crypto, it's. It's probably the most recent one. Uh, final quote from the same trader call us whatever you want. We are leading the way. Sounds Machiavellian to me. <laughs> <laughs> Teresa, thank you so much for your time and for your reporting. That is Teresa Shia. Chúng ta sẽ trở lại để mà nói thêm về cái video đó các bạn Nhưng mà trong lúc mà chúng ta xem video đó đó thì chúng ta thấy thị trường Bitcoin đó đã giảm nhanh chóng xuống tới mức là 55.500 đô các bạn Thì bây giờ là đang mức là 56.000 đô nói chung là man oh man September đúng là danh bất hư truyền các bạn <laughs> Chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại cái video mới đây thì bạn nghĩ sao về cái video này nhưng mà trước hết á để thuận giải thích một phần để các bạn hiểu rõ hơn tại vì có những cái từ đó nó không có thể dịch trực tiếp được giống như là cái từ biến thái đó thì cái mà họ nói đến đó chính là một người nào đó không thể hay là không muốn đồng cảm với người khác đó là cái ý nghĩa của biến thái đây giống như là một ai đó đó họ không thể là họ không muốn có sự đồng cảm với người khác đó là một trong những cái xu hướng mà những người đầu tư crypto có thể có còn tự luyến đó, hay là ái kỷ tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã hiểu từ đó là gì rồi Cái từ cuối cùng này đó nghĩ các bạn cũng đã hiểu ra là gì Nhưng mà tôi nghĩ cái phần mà nhiều bạn không có hiểu rõ đó chính là chủ nghĩa Machiavelli Nghĩa là gì các bạn? Thật ra đó thì ở Hoa Kỳ đó, khi mà tôi đi học đó thì từ lớp 9 tới lớp 12 Các bạn một đó là đọc một cuốn sách nó có tên là Quân Vương hay còn gọi là The Prince các bạn bởi Niccolo Machiavelli hay là các bạn đọc cuốn sách khác đó có tên là The Art of War của Sun Tzu, hay là còn gọi, gọi là binh pháp tung tử các bạn và không những là ở trong trường học từ lớp chín đến lớp 12 phải đọc và các bạn tham gia và quân đội Hoa Kỳ đó các bạn cũng phải đọc hai cuốn sách này và bản thân thuận đó thì cũng đọc hai cuốn sách này rất là nhiều lần các bạn có thể nói là hai cuốn sách này đó thuận đọc để đọc lui bao nhiêu năm qua không biết là bao nhiêu lần luôn và có nhiều người nói đó là hai cuốn sách này nó tương tự như nhau chỉ là một cuốn sách được viết ở châu Á đó chính là binh pháp tùng tự các bạn The Art of War của Sun Tzu và cuốn sách The Prince Quân Vương đó của Machiavelli được viết ở châu Âu nhưng mà đối với thuận đó, hai cuốn sách này nó không có giống nhau đâu cái câu chuyện The Prince of quân vương thì nó là một câu chuyện khá là buồn các bạn. Nhưng mà để trở lại với lại cái video mới đây thì khi mà họ nói tới chủ nghĩa Machia valley là họ nói tới một cái ý tưởng gọi là đeo đuổi quyền lực các bạn. Thì chủ nghĩa Machiavelli hiểu đơn giản nhất đó chính là một ai đó có cái ý tưởng đeo đuổi quyền lực và họ có thể làm bất kỳ thứ gì để có thể có thêm quyền lực và không có ngoại trừ những cái gì là nói dối các bạn hay là thao túng tâm lý thao túng thị trường thì đó là cái chủ nghĩa Machiavelli bị được nói đến trong cái video này thì các bạn thấy được là mới nghe đó thì rất là tệ luôn các bạn tại sao mà họ đã nói như người đầu tư crypto cho chúng ta là như vậy các bạn nhưng mà nghĩ lại đây thôi cũng hiểu tại sao mà cái nghiên cứu này nó lại có kết quả như vậy họ không nói là tất cả mọi người các bạn họ chỉ nói là có cái xu hướng thể hiện cái mức độ cao hơn người bình thường mà thôi những cái tính cách đen tối như vậy thì tôi nghĩ là những người nào mà tham gia thị trường này ít nhất một năm đó thì các bạn cũng đã bắt đầu làm quen với sự lên xuống trên thị trường các bạn sự thăng trầm trên thị trường này thị trường này đã có rất nhiều tin tức hàng ngày hàng tuần và chúng ta thấy là có rất nhiều cảm xúc luôn đây là một thị trường mà có cái sự lên xuống rất là nhanh các bạn và đối với lại bitcoin đó một cái tài sản mà hơn một nghìn tỷ đô la vốn hóa thì cái chu kỳ cũng rất là ngắn so với tất cả những tài sản khác các bạn thấy được là chu kỳ chỉ có 4 năm đến bây giờ mà thôi thì cái sự lên xuống đó nó rất là mạnh khiến cho tâm lý ai mà không vững thì khó trụ được ở trong thị trường này lâu dài và tôi nghĩ những người nào mà tham gia thị trường crypto này ít nhất là một năm trở lên thì các bạn sẽ từ từ tìm hiểu thêm về nhiều khía cạnh khác các bạn tôi nghĩ là một trong những cái tác dụng phụ khi mà đầu tư crypto đó là các bạn hiểu hơn về bản chất của tiền tệ như thế nào các bạn hiểu hơn về cách vận hành của nền kinh tế như thế nào thuận nghĩ là những người đầu tư crypto đó có thể là thuận hơi thiên một chút tại vì thuận là người đầu tư crypto nhưng mà thuận nghĩ những người đầu tư crypto thường đó họ sẽ hiểu hơn về bản chất của thị trường tài chính và tiền tệ hơn là những người đầu tư của những ngành khác đối với thuận như vậy mà thôi các bạn không biết sự thật ra sao cái này là cảm nhận của thuận mà thôi và đương nhiên đó thuận là người đầu tư crypto cho nên rất là thiên về những người đầu tư crypto các bạn nhưng mà cái điều muốn nói đây đó là khi các bạn hiểu hơn về bản chất thực sự của thị trường tài chính hay là các bạn hiểu hơn về bản chất thực sự của tiền tệ về lạm phát như thế nào về dài hạn đó, đồng đô la mức giá như thế nào thì ít nhiều gì các bạn cũng thấy được là nó có một cái sự đen tối trong suy nghĩ của các bạn nó khiến cho các bạn cảm thấy được là nó không có còn như là các bạn tưởng tượng trước đó nữa thị trường kinh tế đã vận hành hoàn toàn khác với những gì mà các bạn tưởng tượng trước đây có thể nói ngay các bạn thân thuận các bạn khi mà thuận đi học cho đến khi mà thuận ra đời làm cho đến khi mà thuận thực sự hiểu được đó, thì những gì thuận học trong trường so với những gì ngoài đời đó thì nó hoàn toàn khác biệt các bạn ngay cả bản thân thuận cũng đã trải qua những cái thời điểm mà thuận phủ nhận các bạn không thể nào mà nó hoạt động gì được các bạn <laughs> Nhưng mà Thuận còn nhớ lúc mà Thuận mới ra trường năm 2008 đó Và Thuận làm việc cho cái công ty đầu tư chứng khoán ở Carpentaria các bạn Nghĩa là gần Santa Barbara, California đó Thì Thuận còn nhớ giám đốc đầu tư Lúc đó tên của ông là Tom Nugent Thì Tom Nugent đã nói với Thuận lúc đó là tiền đó muốn in ra bao nhiêu cũng được. Lúc đó Thuần không có tin nữa các bạn, thường cảm thấy cái đó đó là ông nói khùng nói điên mà thôi làm gì có chuyện. Chính phủ Hoa Kỳ muốn in bao nhiêu tiền cũng được, tiền in ra là phải có lý do này lý do kia hay là phải có uh, sản xuất chỉ số GDP hay gì đó. Nhưng mà đến cuối cùng đó Thu hiểu được là lại tiền thì sẽ được in ra và in ra và in ra bởi chính phủ Hoa Kỳ các bạn, đồng đô la sẽ ngày càng mất giá. Và khi mà các bạn hiểu được cái cách vận hành rồi đó thì uh, sẽ khiến cho các bạn ít nhiều gì nó làm cho cái sự hiểu biết về kinh tế nó tăng lên nhưng mà nó lại có một cái màu đen pha lẫn trong đó các bạn khi các bạn hiểu được sự thật và nó sẽ khiến cho các bạn có những cái bản ứng ban đầu là phẫn nộ các bạn tại sao nó lại hoạt động như vậy được các bạn sau khi mà phẫn nộ rồi đó thì các bạn lại cảm thấy là không có thể nào thay đổi được cái thế giới mà chúng ta đã được sinh ra các bạn thấy là cái cách vận hành của đồng đô la hay là chúng ta nói tới là thị trường kinh tế nói chung thì đã có trước khi mà thuận sinh ra trên thế giới này các bạn và sau khi chúng ta nằm xuống nó cũng vẫn sẽ tiếp tục như vậy mà thôi thì chúng ta là bắt đầu có cái sự chấp nhận đây là sự thật các bạn đây là cái thế chúng ta đã sinh ra chúng ta không thể thay đổi được cái cổ máy đó chúng ta chỉ có thể thay đổi được bản thân của mình mà thôi và chúng ta chỉ có thể thay đổi được là tài chính cá nhân của mình mà thôi và khi các bạn hiểu ra được đó thì tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ có cái xu hướng là chỉ quan tâm đến tài sản cá nhân của mình làm sao để có thể là có được cái sự cải tiến trong tài chính và giúp đỡ được người thân gia đình của mình à, thì tôi nghĩ ít nhiều gì đó những cái quá trình đó khiến cho nhiều người à, có thể nghĩ là chúng ta đã ngày càng có cái mức độ tính cách đang tối cao hơn có cái dấu hiệu là chỉ quan tâm đến bản thân của mình chủ nghĩa kia, Valley và các bạn biết thị trường crypto này là một thị trường mà đầu tư vào đó nó thường có nhiều thị phi nữa các bạn có thể nói là ở ngoài đời Thuận đã từng chia sẻ là Thuận không nói về crypto có thể nói là nhiều người mà Thuận quen biết đó cũng không biết là Thuận đầu tư vào crypto luôn các bạn tại vì nhiều khi nói ra đó thì lại phải giải thích rồi nhiều người có ý kiến này ý kiến kia đó cũng rất là nhức đầu cho nên không nói là tốt nhất các bạn thường không có sức lực để mà nói với lại nhiều người các <laughs> bạn thường không có sức lực để mà giải thích với từng người về tại sao bịch không có giá trị tại sao crypto là tương lai đó lòng tin của thần các bạn thường chỉ có sức lực để chia sẻ trên kênh youtube này mà thôi và trước đây đó thì uh, thuận còn sung với các bạn lúc mà còn trẻ hơn khi mình thành lập kênh này là 7 năm trước các bạn thuận cũng chia sẻ nhiều bên ngoài nhưng mà cuối cùng đó thì các bạn thấy là những ai muốn hiểu họ sẽ hiểu những ai không muốn hiểu họ sẽ luôn có lý do và lại dẫn đến tranh cãi cho nên cuối cùng thuận đã lựa chọn là không nói gì hết và thị trường này Chúng ta cũng thường hay bị dùi dập bởi những tin phết, bởi rất là nhiều người đó họ xem thường thị trường này các bạn và họ không có những lời tốt đẹp đối với những người đầu tư crypto như chúng ta cho nên khi mà thị trường tăng lên những lúc mà chúng ta thấy là giá cả tốt như là năm 2021 như là đầu năm nay chúng ta gáy rất là to các bạn thì chúng ta đã bị vui dập nhiều năm trước đó cho nên có thể những cái đó khiến cho cái cuộc nghiên cứu này nó có kết quả như thế này đó là suy nghĩ nhân của những thủ mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng một điều ở trong video này mình cảm thấy rất là đúng đó chính là những người trong thị trường crypto này đã thường có cái tính hài hước các bạn và chúng ta cũng rất là tự giác khi mà thị trường tốt đó chúng ta gáy rất là to khi mà đường không tốt đó thì chúng ta sẽ tự chọc quê bản thân của mình tôi nghĩ là điều này là điều mà được nói đến trong cái clip này rất là đúng luôn và có thể nói là những người trong thị trường crypto này đã cũng không có dễ dàng mà bị kích động rồi các bạn nói chung đó là Chúng ta đã bị gọi nhiều tên rồi từ lừa đảo à, cho đến ngu xuẩn Bây giờ bị gọi thêm vài tên nữa đó thì cũng chẳng quan tâm để các bạn Chúng ta xem tất cả những cái đó như là một cái sự hãnh diện Đầu tư vào thị trường này đó thì phải bị gọi tên này tên kia các bạn <laughs> Đó là sự kiến nhân của thường thời các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Và điều thú vị hơn nữa đó đây cũng là những cái kết quả mà khi người ta có những cái sự nghiên cứu tương tự liên quan đến những người lãnh đạo của phố wall các bạn có biết là những người lãnh đạo của những công ty lớn đó thì dựa theo nghiên cứu là một năm người một năm người lãnh đạo ở trong thế giới tài chính đã có những cái xu hướng tương tự như vậy hay còn gọi là psychopathic các bạn có nghĩa là họ không có tính đồng cảm thì có thể uh, hiểu tại sao rồi tại vì họ là những người lãnh đạo công ty các bạn và để công ty họ phát triển thì uh, công ty của họ phải bành trướng và lấy thị phần của những công ty khác các bạn cho nên họ không thể nào có cơ sự đồng cảm với lại uh, những người mà họ đang đấu tranh với nhau được cho nên những cái mà họ nói đến trong video mới đây cũng là những cái tương tự khi mà họ nghiên cứu về những cái người lãnh đạo của những công ty lớn trên thế giới cũng có những dấu hiệu tương tự như vậy chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin khác đi các bạn liên quan đến bầu cử tổng thống nhưng mà trước hết chúng ta hãy nghe sự chia sẻ đến từ giám đốc pháp lý của Coinbase, chính là Paul Grivo các bạn ông cho biết đó là ông đang làm việc với chiến dịch bầu cử của cả hai luôn các bạn của cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris để mà phát triển các chính sách về crypto đây là tin tức rất là tốt à, các bạn có thể là có quan điểm về chính trị liên quan đến Trump và Harris các bạn nhưng mà sự thật về thì crypto này chúng ta muốn thấy cái sự ủng hộ đến từ cả hai đảng tại vì đến cuối cùng để có luật được thông qua mà là luật tốt liên quan đến crypto ở Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải sự ủng hộ đến từ cả hai đảng chứ không phải là đến từ một đảng nào hết cho nên càng có sự ủng hộ đến từ càng nhiều người trong chính trị thì càng tốt đối với thuận chúng ta hãy nghe sự chia sẻ này đến từ giám đốc pháp lý của Coinbase là Paul Reward. we're going to talk about politics front and center when it comes to crypto especially since you've seen that turn by former president donald trump to have the u.s become that advocate for the industry on day one i will fire gary gensler i will appoint a new sec chairman who believes america should build the future not block the future upon taking office i will immediately appoint a bitcoin and crypto presidential advisory council now with all that said crypto firms have been the biggest corporate contributors in 2024 led by coinbase and we are now joined by the firm's chief legal officer paul graywall and you know paul we really do have a sense here of the new strategy by former president trump into his presidential candidacy here or the bid he's putting in but we don't know much about the harris campaign but you have been from what i understand more in touch with that Side of the election here. What do they say? Well, good morning. Uh, we've been in touch with with both sides, both the Trump campaign and the Harris campaign, as they develop their crypto policies and begin uh, engaging with the crypto voter. And uh, I will say that um, certainly uh, the Trump campaign has been more explicit in embracing specific, concrete proposals for crypto and digital assets more generally. But we've been encouraged that even as the current administration uh, and, uh, under Gary Gensler continues with its campaign of regulation by enforcement, the Harris campaign, which of course stands separate from the administration, has reached out, has expressed an interest, and has begun discussions about. What a new approach to crypto and digital assets could look like. That's fascinating. And what does it mean for the people she might have at the top? You mentioned Gary Gensler here, but under a potential future Kamala Harris presidency, you might have different leaders when it comes to regulation. What did she say? Well, you almost certainly will have a different leaders emerge. And of course, a uh, top of mind for many of us in, in the crypto industry is the SEC, but there are a number of agencies uh, in the federal government which will play an important role. In the development and, and, and evolution of this industry, what we're hearing is that um, there still remains, uh, I think, an open mind to a new approach to crypto. We think the most important new approach is embodied in legislation, which is passed the House. That's, of course, the Fit 21 bill, which provides for market structure for crypto and important investor and consumer protections. And that legislation is now being considered by the Senate. Um, and so uh, we expect, even as the presidential campaign uh, roars ahead, we're going to see progress in the fall on that legislation and hopefully an embrace by both parties of the structure and certainty it would provide. nói chung là cũng là một cái thông tin lạc quan các bạn cho một ngày như thế này <laughs> các bạn thấy được hiện bây giờ đó thì cái phần trăm giữa trump và harris dựa theo PolyMarket. market đây chỉ là một trang web cá cược mà thôi các bạn nhưng mà rất nhiều người trong crypto quan tâm cho nên Thùng muốn chia sẻ và cái thông tin này đó cũng đã được tích hợp vào bloomberg terminal của bạn cho những cái nhà quản lý đầu tư họ sử dụng cho thấy được là cái sự đánh giá cao đến từ những nhà đầu tư về cái thông tin của market đương nhiên cái này chỉ là một cái ước tính thôi các bạn, nó không phải là kết quả gì hết à, nhưng mà chúng cho thấy được là ngay bây giờ dựa theo market thì cựu Tổng thống Trump đang dẫn đầu 3%, 51% là nghiêng về Trump, 48% là nghiêng về Harris hiện bây giờ và chúng ta cũng đã nghe những cái chiến lược liên quan đến uh, kinh tế đến từ uh, Phó Tổng thống Kamala Harris các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ vài lần rồi nhưng mà một trong những cái điều mà khiến nhiều người đó rất là khó hiểu cũng như là khiến cho nhiều người đó không có cái nhìn thiện cảm đối với lại Phó tổng thống Harris đó chính là một cái suy nghĩ liên quan đến đánh thuế unrealized gains, có nghĩa là các bạn đang có lời, đầu tư cái gì đó đang có lời, các bạn chưa có chốt lời, các bạn chưa có bán nhưng mà các bạn vẫn phải đóng thuế dựa theo cái phần lời mà các bạn chưa có bán khiến cho nhiều người đã cảm thấy không có đồng tình với lời suy nghĩ này các bạn và một trong những người đó đó cái clip này tôi không cần phải chia sẻ nhiều đâu tại vì nó cũng không có nói nhiều chi tiết các bạn chỉ đơn giản đó trên màn hình đây chính là cựu chủ tịch của SEC chính là Jay Clayton các bạn thì Jay Clayton nói cứ nghĩ đi nếu như mà chúng ta thấy đồng đô đồ la tiếp tục mất giá lạm phát tiếp tục diễn ra tiền tiếp tục được in ra và những tài sản tiếp tục tăng giá thì chẳng khác gì cái quy định này sẽ khiến cho những cái người mà họ lưu trữ tài sản họ lại càng ngày càng có cái phần trăm lời nhiều hơn và sẽ khiến cho họ đóng thuế nhiều hơn cho nên đây là một trong những cái quy định mà rất ít người ủng hộ các bạn cho dù đây là quy định mà chỉ áp dụng với những người mà đang có lời như là họ đang gồng lời 100 triệu đô la trở lên những người mà cực kỳ giàu nhưng mà ai cũng hiểu nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp với thị trường tài chính nói chung các bạn và thị trường đó là thị trường mà tất cả người dân Hoa Kỳ tham gia vào chúng ta nói tới những người mà họ có những quỹ hưu trí hay là 401k đều dựa vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nếu như mà có những cái quy định như vậy đó thì khi mà có lời sẽ dẫn đến người ta sẽ chốt lời lập tức các bạn dẫn đến là bán chứng khoán chứng khoán không thể tăng trưởng được và ảnh hưởng đến những người còn lại cho nên mới đầu chúng ta chỉ nghe nói tới là đánh thuế này chỉ do những người nào mà cực kỳ giàu mà thôi nhưng mà nó lại có cái sự ảnh hưởng đến cả thị trường tài chính nói chung và những cái đề xuất khác đó các bạn cũng đã nhớ liên quan đến phó tổng thống Kamala Harris như là có thể là quản lý giá cả các bạn có đã biết nhiều người cho là đây là một cái chiến lược có thể dẫn đến ít có sự cạnh tranh ở trên thị trường hơn, dẫn đến ảnh hưởng đến người tiêu dùng các bạn. Càng có nhiều cạnh tranh thì người tiêu dùng càng có lợi và thứ nhì nữa có thể dẫn đến chất lượng sản phẩm sẽ yếu kém đi khi mà cái giá của họ bị quản lý bởi chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái chiến lược mà cũng ít người ủng hộ các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là ngay cả những cái đề xuất như là cho 25.000 đô cho những người nào mà muốn mua nhà lần đầu tiên dùng để mà đặt cọc mua nhà đó. Thì cái này người ta nói cũng có thể dẫn đến giá nhà lại tăng các bạn. Tại vì càng nhiều người có thể mua nhà dẫn đến là nguồn cầu tăng lên và nguồn cung cũng như vậy sẽ dẫn đến là tài sản đó giá sẽ tăng lên các bạn cũng giống như chúng ta nói tới là nhà bây giờ đã có cái số lượng người có thể mua ổn định bây giờ nếu như mà có nhiều người được mua hơn thì có thể dẫn đến giá nhà lại tăng lên và có thể tăng còn hơn 25 000 cho nên nhiều người đó cũng không có lòng tin với cái chiến lược này một trong những chiến lược khác nữa đó chính là tăng cây thuế lên các bạn cho những công ty những người mà có nhiều tiền thì các bạn thấy sau khi mà có những cái chiến lược kinh tế đó được công bố đó thì các bạn cũng đã nhớ là cái phần trăm giữa Harris và Trump đó thì có một thời gian Trump đã yếu thế hơn các bạn 90% nhưng mà sau khi công bố đó thì dẫn đến là Trump lại tăng lên bây giờ đã vượt qua cả Harris thì cái này đó nó cũng không liên quan gì đến chính trị các bạn thôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn cái phản ứng trên thị trường như thế nào mà thôi còn về những chiến lược được chia sẻ bởi Kamala Harris đó, có thể hiện được hay là không và trên thực tế xin khi nào đó thì khi nào thực hành mới biết được các bạn nhưng mà đây là phản ứng của thị trường họ không có thích những cái chiến lược này và chúng ta cũng có thể thấy được bây giờ đó thì ở bên đội của Kamala Harris họ muốn có một cái sự thay đổi liên quan đến chiến lược kinh tế các bạn tại vì các bạn nên biết là sẽ có một cái cuộc tranh luận giữa cụ thống đốc Trump và phó tổng thống Harris vào ngày 10 tháng 9 các bạn. Và bây giờ đó thì ở bên đội của Harris đã đề xuất khấu trừ thuế 50.000 đô cho các chi phí khởi nghiệp của doanh nghiệp nhỏ gấp 10 lần so với cái mức hiện tại là 5.000 USD. Thì các bạn thấy được bây giờ họ lại có một cái chiến lược đó chính là giảm thuế cho những cái doanh nghiệp nhỏ để họ khởi nghiệp. Thì chúng ta cũng đã thấy là cho dù các bạn nghiêng về cụ tổng thống Trump hay là phó tổng thống Kamala Harris các bạn thấy được là một bên thì muốn tăng thuế, một bên muốn giảm thuế, một bên thì muốn tặng tiền cho người ta mua nhà, vân vân, tất cả những cái đó thì đều dẫn đến là phải cần dùng thêm tiền các bạn. Chiều các bạn hướng về phía nào đi nữa đó thì các bạn thì được là kết quả. Hiện bây giờ ở Hoa Kỳ đang có nợ công rất là cao và kết quả là ai đi nữa đó cho dù các bạn nhìn thấy bao nhiêu năm qua có tổng thống đảng nào đi nữa thì tới cuối cùng nợ công Hoa Kỳ vẫn liên tục tăng lên và trong tương lai cũng sẽ vậy các bạn cho dù là các bạn nghiêng về ai đi nữa đó thì đó là sự thật. Cho nên lập luận đầu tư không thay đổi thị trường có lên có xuống, có lúc suy thoái, có lúc tăng trưởng. Nhưng mà về dài hạn thì đồng đô la sẽ tiếp tục mất giá, các bạn và tài sản tiếp tục tăng giá, cho nên lưu trữ tài sản vẫn là lựa chọn hàng đầu của thuận Chúng ta còn bài thông tin khác cũng rất là lạc quan, các bạn. Chúng ta có thông tin liên quan tới Up Planet. Thì uh, đây là công ty mà họ muốn trở thành MicroStrategy của châu Á. Họ đã công bố kế hoạch hợp tác với lại SBI. Đây là cái công ty con của ngân hàng SBI mà hỗ trợ đồng XRP đó. Thì bây giờ họ hợp tác với ngân hàng này để tiếp tục mở rộng chiến lược tích lũy Bitcoin nhưng mà chi tiết thì vẫn chưa có biết hiện tại. Chúng ta cũng có một cái thông tin, đây là thông tin đến từ SEC các bạn, họ đã cáo buộc cái công ty quản lý đầu tư có tên là galios Capital, một công ty tập trung vào crypto. À, lý do họ nói là công ty này đã không tuân theo quy tắc lưu ký crypto SEC và galios Capital đã, đã, đồng ý với thỏa thuận giải quyết, nghĩa là cái này đã xong rồi các bạn, họ đã giải quyết không có ra to. galios Capital không thừa nhận cũng như không phủ nhận các cáo buộc của SEC. Thuận cảm thấy là SEC hiện bây giờ đang trở thành một cơ quan vượt ngoài kiểm soát khi mà nói đến crypto các bạn. Họ hiện bây giờ vẫn tiếp tục gây sự khắp nơi, thậm chí với cả NFTs mà nhiều người tin rằng cơ hội thắng của họ rất là thấp. Các bạn thấy họ cũng muốn kiện OpenSea. Họ nói là NFT sự chứng khoán các bạn. Trong khi mà chúng ta thấy là ở trên eBay, ở ngoài đường phố, ở trong những cái mall bán rất nhiều những cái sản phẩm nghệ thuật thì tại sao những cái đó không phải là chứng khoán mà tác phẩm nghệ thuật bán trên blockchain lại là, là chứng khoán các bạn bán online cũng không phải là chứng khoán nhưng mà bán trên blockchain là chứng khoán không hiểu lập lần đó là như thế nào luôn các bạn không thể nào mà họ nghĩ là họ có khả năng thắng cao được nhưng mà họ vẫn muốn kiện chúng ta biết rằng Trump ủng hộ crypto và muốn sa thải Gary Gensler mặc dù là ở bên Harris thì chưa đề cập gì đến crypto nhưng mà những cố vấn của bà đang đảm bảo với các công ty crypto là bà sẽ ủng hộ những quy định pháp lý thuận lợi cho crypto. À, chúng ta cũng vừa nghe sự chia sẻ đến từ Paul Reward của Coinbase. Nếu đúng là như vậy đó thì Gail sở đang nhận lệnh từ ai các bạn? Ngoài ra đã lâu rồi chúng ta không thấy Gail sở xuất hiện trên TV. Không biết là ông đang làm gì luôn. Và chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ đến từ Coindesk. Thì Coindesk đã công bố thông tin liên quan đến dự án World Liberty Financial của những con trai của Trump các bạn. Thì có một số điểm rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Dự án này đó sẽ bao gồm một hệ thống tài khoản tín dụng được xây dựng trên nền tảng DeFi của AV và Ethereum để mà hỗ trợ việc vay và cho vay phi tập trung. Người dùng của nền tảng có thể đề xuất và bỏ phiếu thêm các thị trường cho vay DeFi mới hoặc là tích hợp những blockchain mới. Đó là, là điều đầu tiên các bạn họ sẽ sử dụng nền tảng DeFi của AV và Ethereum. Thứ nhì, mặc dù ứng dụng DeFi này vẫn chưa sẵn sàng nhưng mã nguồn ban đầu đó hiện bây giờ đã bị xóa ở trên GitHub rồi nghĩa là người ta đã thấy mã nguồn đó nhưng mà đã bị xóa rồi cho thấy dự án dường như đã sao chép mã nguồn từ một cái dự án gọi là Do Finance Do Finance đã bị hát vào tháng 7 và mất 2 tỷ đô la bốn người được liệt kê là thành viên của đội ngũ World Liberty Financial đến từ Do Finance các thành viên khác thì bao gồm cả ba con trai của Trump các bạn bao gồm Barron Trump 18 tuổi, Eric Trump và Donald Trump Jr. nghĩa là cả ba người con trai đều tham gia vào dự án nó cũng sẽ bao gồm một token có tên là WLFI đây là token quản trị không thể chuyển nhượng điều này có nghĩa là token này không thể được giao dịch các bạn ít nhất không thể được giao dịch trên những sàn được tại vì không thể chuyển nhượng được đương nhiên các bạn có thể đưa khóa cá nhân cho người khác thì cái đó là hoàn toàn có thể nhưng mà không thể giao dịch như một token bình thường kế đó họ nói là một công ty trách nhiệm hữu hạn có tên là World Liberty Financial được đăng ký dưới tên của Zachary Fortman cùng với một người có tên là Chase Hero cả hai đó đều từ Do Finance Chase Hero là đồng sáng tạo của một cái công ty có tên là Subify. tôi không mới biết các bạn đây là một đối thủ cạnh tranh của cả Patreon và OnlyFans. Patreon nó cho phép khách hàng trả tiền cho những người sáng tạo nội dung. Và OnlyFans thì các bạn đã biết nghiêng về nội dung gì rồi. Trước đó đó thì Zachary uh, Fortman đã đăng ký một công ty có tên là Date Girls LLC và đăng tải các buổi hội thảo trên YouTube về cách uh, thu hút phụ nữ. Hiện tại đó, mã nguồn chính thức và ứng dụng DeFi vẫn chưa được công bố. Các thông tin uh, thường vừa chia sẻ chỉ dựa trên uh, cái white paper và những cái... Uh, lịch sử cũng như là những cái nghiên cứu đến từ Condes mà thôi và cái mã nguồn ban đầu đã bị xóa trên kiến thấp chúng ta vẫn chưa biết cả nguồn cuối cùng là như thế nào đây chỉ là những cái thông tin mới nhất chúng ta nhận được từ cái dự án à, của con trai của cựu tổng thống Trump mà được ủng hộ bởi cựu tổng thống Trump các bạn chúng ta cũng có một, một cảnh báo đến từ FBI và FBI ở Hoa Kỳ họ cảnh báo là các hacker từ Bắc Triều Tiên đang cố gắng đánh cắp Bitcoin crypto từ những quỹ ETF các bạn. Nhưng mà những cái quỹ ETF này đã phần lớn đã được lưu trữ với Coinbase và lưu trữ trong ví lạnh thì làm sao họ có thể đánh cắp được? Rất là khó luôn các bạn, ngoại trừ là họ có thể làm cách nào đó để lấy được khóa cá nhân mà thôi. Và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Hàn Quốc và thông tin này đã không có tốt cho Telegram các bạn tại vì Hàn Quốc đó, họ nói họ đã đang điều tra Telegram vì cáo buộc hỗ trợ tội phạm liên quan tới defect nghĩa là những cái video giả được phát tán nội dung bất hợp pháp Cảnh sát Hàn Quốc dự định hợp tác với Pháp và quốc tế để tiến hành điều tra sâu hơn. Động thái này diễn ra sau khi mà CEO của Telegram bị bắt tại Pháp các bạn. Và chúng ta cũng có thông tin đến từ Brazil liên quan tới X. Thì các bạn đã biết là một thẩm phán ở tòa án tối cao ở Brazil đã ra quyết định là cấm X. Thì hội đồng tòa án tối cao Brazil cũng đã có cuộc họp các bạn gồm 5 thẩm phán. Và họ đã nhất trí giữ nguyên quyết định của thẩm phán Alexandre de Moraes về việc đình chỉ hoạt động của nền tảng X tại Brazil. Nói chung đó thì X bây giờ vẫn đang bị cấm ở Brazil. Thì đối với những cái thông tin liên quan đến Telegram liên quan tới X thì các bạn thấy được là Blue Sky đây là cái nền tảng mạng xã hội phi tập trung do Jack Dorsey sáng lập đã thu hút thêm tổng cộng đó là tới 2 triệu người dùng mới các bạn sau khi có những thông tin liên quan tới X và liên quan tới Telegram và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn đã nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, AliniX và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn